Mẹ đi đường khác nha.
Wait.
现在这么用。
Đi đi chó, đi 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 cái chó. Chó này muốn cắn là thôi luôn á. Thôi đi con. That's a lost dog. Lost, mà lost, tội quá. Con chó nó muốn cắn là thôi luôn á. Cắn cái mẹ mới tới lấy cái cục đá mà mình nện lên cái đầu. Nó cắn ta, nó cắn. What? Nện gì? Cái gì? What? Cắn mình. It's not going to bite us. Because you're too big to fit in his tummy. We just don't block our car. Quay bong. Yes. Hôm nay là mình sẽ đi thăm biển Spanish Bank. Cái biển này thì nó cách nhà mình khoảng cỡ 5 phút đi đi ô tô, khoảng 15 phút đi đi bộ. Ta thấy đây là cái phe nó mọc dọc đường đây. À, lên mọc dọc đường đây. Mẹ tại mình là đang con nhỏ cho nên nó nhiều phấn. Cho anh mình cà phê á. Xe ô tô mà rất là nhiều xe của Tesla, cũng rất là nhiều người đi xe đạp. Xung quanh này thì cũng rất là nhiều người họ đi party, họ làm barbecue ngoài trời. Biển cuối tuần ở đây thì nó rất là phong phú, rất là vui, đông đúc. Cho đồ lễ tự anh dọc ra một đồ nhé. Để cho con collecting shell. Rồi ra đây con. Rồi, mình đang ra biển đây. Hôm nay thì biển cũng tương đối là đẹp nhỉ. Nước lên cao này. Mọi người đang nằm để ngắm đang nằm để mà mình gọi là phơi nắng. It's fine. It not hurt, right? It doesn't hurt. This is fine. Rồi, mình đi tới đây rồi mình sẽ đi dọc cái đường bờ biển dài này. Để nơi cái chỗ mà người ta hay đi câu cá và câu cua. Để xem. Đây nhìn mấy con hải âu này. Có hải âu trên bờ biển này. Mình thấy này thì nó ở đây thì nó rất là thân thiện. Bởi vì người dân ở đây người ta không bỏ bắt mấy con này.
biển ở đây thì tương đối nhiều phù sa. Cho nên nước biển nó không có trong lắm. Tuy nhiên thì cũng đẹp. Ở dưới kia thì chỗ mà nhà cao tầng rất là nhiều, dưới kia thì mình gọi là downtown. Nhiều chủ yếu là nhà cao tầng, chủ yếu là nơi tập trung văn phòng, cũng là khu dân cư nữa. Thời tiết thì cũng tương đối, nó không còn nóng lắm, khoảng cỡ 24 đến 25 độ. Và ngoài trời thì hơi gió, cho nên tôi thấy là mọi người tắm biển thì cũng rất là người tắm biển. Người ta cũng mang áo chống lên khi mà đi tắm biển. Còn ở trên bờ biển này, các bạn thấy này. Bờ biển này thì nó, mình nhắc là nó nhiều phù sa. Trong biển đến vào là qua những cái con sò, con hến, con sò đây, con chệt. Biển đấy thì cát nó không có mình, như nó không có mình đâu, nó có đá này, đá nó tương đối là sỏi này, sỏi rất là nhỏ này, lộn và thêm những cái con sò này nó vỡ ra, cho nên là tương đối sắc. Dưới chỗ này, dưới này nữa mình thấy có cát nó mình hơn. Ra ngoài kia thì có một đoàn là nó hơi nhiều đá, một cái sắt. Trên mình đi từ tắm biển ở đây thì người ta hay mang đôi dép, nó mỏng mỏng. Để đi bờ biển thì khỏi bị những con sò này, vỏ sò này đấm vào, phải đau. Đây thì có những người gọi là lái ga để đến cửa hồ đấy, như con hải âu này.
Ở đây thì tương đối nó thoải và nó càn lắm, không như đi ra xá ngoài kia thì bắt đầu nó phải cờ ngang đầu, cho nên lý tưởng tương cho việc tắm biển, tương đối lý tưởng việc tắm biển. Thế này này còn có những người chơi chuyên bài biển này. Không lên đó à? À thế đi lên nữa để có tí phát để lại chứ đó.
Siêu này.
Sabi niya kanina ko pa, dalawa pa lang uli mo. Ôi cả nhiều. Có cả nhiều, có cú cũng nhiều. Ô ra có cả được. Hả? Đó chứ. Mua license thì cho câu chứ. Quay lại có 30 phút chứ mấy. Tờ ơi, nãy chưa có 30 phút rồi. Đã hình chưa? Đặt pop đâu? À, đi. Ồ.
Mà để quay thuyền bè được xíu nữa. Cảm bên kia chơi đà hơn, cảm bên kia khổ hơn. Mà nước đi tắm được không này? Con là nếp, con xíu, con hai cậu á. Ở đó hả? Bỏ chơi đại à. Cho mượn thiết nào. Ồ, nhiều cua lắm. Ăn mấy đồ này nó nhiễm độc đấy, mình không ăn. Cũng ăn mình thấy là đâu đây mấy tên mong mỡ còn toàn đi ăn để làm chuyên nghiệp với đó. Bạn phải đi bán đó bạn ơi.